Đó thì bây giờ người ta chỉ cần á, cái sân chơi để mà vui chơi ấy, làm cho người ta vui ấy, làm cho người ta vui, mình chỉ cần thế thôi, hát không quá dở. Những cái người bình thường mình hát như thế là đã hay rồi. Ví dụ như Sơn Sói này, Sơn Sói có được đi học nhạc đâu đúng không? Thì tất nhiên là giọng của Sơn Sói sẽ không được như ca sĩ rồi. Cái đấy thì mình phải hiểu hiểu cái điều đó. Cho nên em thấy cái tiết mục của Sơn Sói á, Sơn Sói, giọng của Sơn Sói hát cũng hay. Và cái tiết mục nó mang cái tính chất là vui nhộn ấy. Vừa hay vừa vui nhộn. Em thấy em thích tiết mục của Sơn Sói. Còn lại thì bé Kem hát cũng có cảm xúc, em cũng thích bé Kem. À còn có nhiều ca sĩ. Còn nhiều ca sĩ tất nhiên rồi, thì cái này là người ta thi idol nhất mà. Chẳng qua là thi gọi là lên biểu diễn thôi, lên sân khấu biểu diễn thôi. Chứ còn đâu phải là những cái người mà người ta có chuyên môn về âm nhạc đâu. Người ta có chuyên môn về âm nhạc đâu mà yêu cầu người ta phải giỏi. Quan trọng là cái tiết mục hay là được. Đúng không? Hôm qua là một cái ngày vui á, nên là tìm cái tiết mục vui là em thấy Sơn Sói là vui. Trong tất cả các tiết mục em thích tiết mục của Sơn Sói nhất. Nếu nếu như mà muốn nghe hay á, đi đi nghe mấy cái chương trình The Voice á, nhiều người mấy cái chương trình The Voice là toàn những cái người mà người ta học nhạc ra này, hoặc là những cái người mà người ta có là thần đồng âm nhạc ấy, người ta mới dám đi thi cái chương trình The Voice. Cho nên là muốn muốn nghe hay thì vào mấy cái chương trình The Voice nghe, còn trên này chỉ là vui vui thôi. Tiết mục nào vui thì mình thấy hay thì ok thôi. Để bằng hát cho lành. Còn ai thích đi thi thì người ta đi thôi chứ. Ai có user và có KC tự đập thì người ta đi thôi. Băng băng. Hello mọi người mới vô. Hả? Nhưng mà băng hát không hay. Anh Hiền, ok. Chương trình này chỉ mang tính chất là giải trí thôi. Cho nên em thấy mọi người đừng nặng nề quá về cái vấn đề là ai có kỹ thuật, ai hát hay hay là không hay. Kiểu vậy đó. Vui là được. Tiết mục nào vui là mình chọn. Tiết mục nào cảm thấy mình nghe vui tai là mình thích, đúng không? Cho nên mình cũng chả phải, mình cũng không đánh giá được là ai giọng tốt, giọng chuẩn. Giọng tốt, giọng chuẩn đôi khi hát không có cảm xúc thì cũng đâu có hay đâu. Những cái người mà người ta giọng tốt, giọng chuẩn mà hát không có cảm xúc ấy, không mang đến cho người nghe người ta một cái cảm xúc, mình đâu cũng đâu có thích đâu. Mình những cái ai mà cứ làm cho mình vui vui là mình thích, thích thấy thích cái chương trình này chỉ có giải trí vui mà. Như mọi người lên Bigo ấy, mọi người có idol của mọi người ấy, có những cái idol hát dở ơi là dở, có những cái idol mà người ta nhiều người ấy, đâu phải ai cũng đẹp hết đâu đúng không? Đấy, nhưng mà người ta vẫn thích cái idol đó. Thì tại sao người ta lại thích? Đó là cái gu của cái người đó. Thì người ta thích thôi. Đúng không? Cho nên là trên này mỗi người một cá tính, mỗi người một sở thích mà. Anh thích bằng. Hello Tuấn. Tinh Tuấn. Idol ở trên này á, người ta cũng mục đích
tất mục đích của tất cả các idol ở trên này, người ta làm người ta đều có mục đích hết, mỗi người có một mục đích. Nhưng mà cái anh chấm đi đâu về đấy, nhưng mà cái tham vọng của mỗi người sẽ khác nhau, ai cũng có một mục đích hết. Em nói chung là ai ai cũng có mục đích hết, nhưng mà quan trọng là mỗi mục cái tham vọng của từng người như nào. Anh đi tạo nghiệp về, anh đi tạo nghiệp về á, tạo nghiệp ở đâu ấy, sao không rủ em đi tạo nghiệp với, thế mà không rủ Băng đi tạo nghiệp, chán dễ sợ. Để lát anh dắt tay em cùng đi dạo nghệ trong là nào, là sao? Tạo nghiệp ở đâu, ai thích tạo nghiệp ở đâu? Dắt tay luôn. Nhưng mà nếu mà ở trên này mà tham vọng quá là cũng khó lắm ấy, đau đầu lắm ạ, dắt tay chứ không lọc thì sao. Bao giờ đi thì bảo em nhé. Ở trên này mà tham vọng nhiều quá là chào chế luôn, hello team. Trên này mà tham vọng quá là không được. Thôi, lại hồn. Ông cần có em này. Thang vừa thôi. Ví dụ xin ít à? Không, vãi ở xin, ví dụ xin con rồng. Không, nhưng mà có những cái bạn nhé, em đi dạo. Đùa, em không hiểu ấy, đi vào luôn cứ anh tặng rồng cho em đi, đấy cứ nói cái kiểu đấy, đùa chứ. Người ta vào Loom á, người ta lâu lâu hello hát, người ta mới vào Loom ấy, người ta mới vào Loom ấy cứ anh tặng rồng cho em đi đi, xong mà cái gì xin hẳn con rồng luôn, sợ không? Em thấy như em đi dạo em thấy cái ông đó mới nhảy vào Loom một phát à, đã xin rồng rồi, user chạy hết, người nghe người ta cũng khó chịu ấy. Em được cái là ai thích tặng thì tặng, mà không tặng thì thôi, tặng thì em nhận em cảm ơn, chứ còn không tặng em kệ. Còn ai hứa với em cái gì á là em ít khi em tin lắm, em không không tin. Xịt xịt. Và những cái người mà ví dụ là ước 5 sao, được 5 sao là ước 1 thùng, được 1 thùng là ước 2 thùng đấy, khi mà được 2 thùng người lại ước 3, 4, 5 đấy, cứ như thế. Em thì khi mà em mà được 1, 2 thùng ấy, em rất là em cũng kiểu như là mình cảm thấy ok rồi, thế là ổn rồi ấy. Tất nhiên là được nhiều hơn nữa thì ai mà chả muốn, đúng không? Nhưng mà mình cũng phải biết cái điểm dừng ấy, người ta tặng cho mình nhiều đôi khi á, đôi khi mình không đòi hỏi, nhưng mà nhiều người người ta có ấy, người ta quý mình người ta sẽ tặng cho mình nhiều. Nhưng mà mình cứ được 2 thùng rồi xong lại ước 3 thùng, em lại em gọi không thích cái kiểu đấy. Em đi em có đi dạo một số luôn mà em thấy mấy cái bạn idol á,
hay ước ước kiểu đấy. Em thì ai tặng cho mình nhiều thì tất nhiên là mình sẽ thích thôi. Nhưng mà người ta thích tặng bao nhiêu thì việc của người ta, mình không có đòi hỏi. Hello chị yêu, anh chấm đi đâu rồi nhỉ? Được chứ, từ từ chờ em một tí. Hello chị, từ từ chờ em một tí. Áo bị làm sao? Em chào mọi người mới vô. Chị à, nóng quá. Em lúc thì em bật điều hòa. Không phải, con người của em đang khó chịu quá mọi người. Em lúc thấy nóng, lúc thấy lạnh ấy. Nên là lúc em lúc thì nóng lúc thì lạnh ấy mọi người ạ. Con người của em ấy, bây giờ em đang kiểu lúc nóng lúc lạnh ấy, em đang đùa chứ em cũng không biết kiểu gì ấy. Chả hiểu nữa. Con người lúc nóng lúc lạnh ấy, hay là ốm rồi nhỉ? Chấm, anh chấm hôm nay lại chơi salad à? Em chưa về. Ốm lại xong. Ốm lại thôi rồi Lượm ơi, ứ về được thì thôi. Không biết nữa. Dạo này em yếu nhỉ? Đùa, đi lái máy cày ầm ầm mà. Đi chơi vài bữa này mà cũng kiểu ốm yếu này mọi người. Sao có thể như thế được nhỉ? Thiếu hơi dai nó vậy. Vận động thể thao kiểu gì? Suốt ngày ở trong này vận động kiểu gì? Hello Hảo. Anh chấm ơi, hôm nay lại chơi salad à? Trời trời trời. Nhưng mà em cũng phải like chứ mọi người. Em hôm nay em lười like lắm. Với lại hôm nay em đi chơi với bạn ấy, em bạn đấy chở em đi xe máy á. Cái thứ nhất là ăn uống thì em cũng không không muốn like, tại vì đi ăn bún đậu mắm tôm mà, like làm cái gì? Có phải đi ăn sang chảnh gì đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đi xe máy không dám like tại vì sợ bị giật điện thoại á. Kiểu vậy đó. Nên là em cũng phải like chứ mọi người. Sáng mai em dậy like sớm mới được. Sáng mai em cũng phải dậy like sớm mới được. Như hả? Em sợ lắm em. Nên em không dám cầm điện thoại em dơ dơ á. Đi chặt chẽ cho nó khỏe. Ở đây muốn chặt cũng không chặt được. Người em hơi yếu. Anh Trâm ơi! Anh Trâm ơi! Gọi ông ấy không chặt được. Sao ông ấy đang chơi salad hay sao? Thôi em không tin anh Hiền đâu, anh Hiền toàn nói phét thôi. Anh Hiền toàn nói dối thôi. Không, em... Anh Hiền toàn nói phét thôi, anh Hiền toàn nói lời giả dối thôi. Không tin, không tin, không tin, không tin. Không tin là không tin. À, cái chai nước hết nước rồi thì vậy. Vừa nãy em đấy hết nước rồi. Trong tủ lạnh nó lạnh quá không uống. Anh Phước. Anh Hiền nói bác không tin gì đâu. Nói gì bác cũng không tin nữa. Thanh Lô Khánh Hòa, Danh Phước, idol kiểu hơi bị phê thuốc, mọi người thông cảm nhé. Em trêu mọi người vậy thôi chứ em không thích rượu chè, sao buồn buồn vậy cô? Buồn có ai đâu mà chả buồn. Buồn mà
buồn với lại sức khỏe không được khỏe lắm, hơi yếu hơi yếu một chút, sức khỏe hơi yếu, đi lại nhiều quá hơi yếu, với lại thay đổi thời tiết ấy, ở ngoài đang trời họ được họ thế sao anh Hiền không thích ạ? Lạnh ở ngoài thì lạnh, vào trong này thì nó nóng, cho nên nó làm mình bị mệt rồi. Cô say à? Có được uống gì đâu mà say, có uống cái gì mà say, uống nước ngọt. Ở đây không có ai để đi nhậu cả, không có bạn bè. À hôm nay có quản lý team của Băng á, vợ chồng anh đấy có mời đi ăn nhưng mà Băng không đi, Băng mệt quá. Băng ăn gần đây này. Và cổ vũ cho Sơn, nhưng mà Sơn xuống sân khấu xong là Sơn đi về luôn, mình không kịp chụp ảnh cùng Sơn luôn á. Hôm nay team có tổ chức đi ăn mà. Nhưng mà Băng Băng không có ăn, cảm ơn Thái Sơn. Băng không có đi tại vì Băng mệt á. Hello Thái Sơn, anh Hiền. Trời ơi, bị làm sao á?